Tử vi về ngày 12 tháng 12 âm lịch, Nhâm Thân. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình Tử vi hàng ngày luận giải các hung hàng ngày của kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 12 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Việt. Quan về ngày 12 tháng 12 âm lịch. Ngày 12 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 12 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 24 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp sát là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim, tức là kim đầu kiếm. Do Thân và Dần chính xung, Nhâm Dương Thủy khắc Bính Dương Hỏa, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Bính Dần sinh năm 1986 và Mậu Dần sinh năm 1998. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 12 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày hôm nay còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thường tật chiếu mệnh, cho nên gia chủ tuổi Tý cần tránh những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường, công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là vị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong ngày tuổi Sửu còn có kim dư đóng mệnh là các tinh phú quý. Trong ngày, bản mệnh sẽ có nhiều tài lộc và quý nhân phù trợ. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung thì sẽ phải bôn ba. Trong ngày còn có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt thì mới có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh, đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng.
Tuy nhiên, bạn cần chú ý ngày này có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp khung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày có phúc tinh giáng chiếu cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày này có hai cát tinh là Thiên Ất và Thái Cực. Thiên Ất quý nhân là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưu vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát, thiên quan. Trong ngày, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Trong ngày, cần có mã tinh chiếu mệnh là tướng môn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải 4-3. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn vẫn phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, song gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó có các thần là quốc ấn giáng chiếu. Thất sát này chủ về quan vận, cho nên với những gia chủ tuổi Mùi, nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý ngày này có hung thần kiếp sát gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của mình. Đặc biệt, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thân nên hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày Nhâm Tý, gia chủ tuổi Thân được các tinh là Thái Cực chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Đặc biệt bước sang năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận
Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp nhâm dương thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tí Thủy, nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tị, Dậu, Sử, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Xương Thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, nếu gia chủ tuổi Tuất sẽ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong ngày còn có mã tinh chiếu mệnh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã, ám chỉ là người hiếu động, thích đi đây đó. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Xương Thổ gặp nhâm dương thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Nhưng bản mệnh cũng cần chú ý vì có hung thần kiếp sát chiếu mệnh, hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý. Bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, cây phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 12 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!